Ta-da! Nhóc SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của tập truyện nhiệm vụ tối thượng nhà Dora Cora cho màn hình của bạn. Đây là tập 11. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review chiếc hơn về tập truyện này nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá tập 11 nha các bạn. Đối với tập này không siêu, và quà tập này đó chính là, hay trước khi qua quà chúng ta cùng khám phá và phần bìa đầu tiên các bạn. Đây là bìa rời bên ngoài nha, nhiệm vụ tư hưởng nhà Dracula. Đây giá tiền có như thế nào? 30.000 nha các bạn, mua chiếc khấu hỏi quanh quẩn 26-27.000. Và đây là phần quà tập này là một bìa ha, special bìa đặc biệt nha các bạn. Đây khá là màu sắc luôn các bạn, rất là nhiều nhân vật trong cái này. Đây, còn đây là bìa keo bên trong của quyển tập 11 này. Bên trong sẽ in chỉ shop bình thường và không có trang màu luôn các bạn. Nhiệm vụ tối thượng nhà Rakura tập 11. Kỳ thi thăng hạng điệp viên Rakura Subumi đã xuất hiện trong tiềm thức của Taiyo. Cô hính cầu cậu kết thúc đề mình và cho cậu biết hai điều cần thiết để làm việc đó. Nghi ngờ lời của Subumu, Taiyo quyết định thử sức với kỳ thi điệp viên hạng bạc. Nhưng không hiểu sao giám khảo cuộc thi lại là các anh chị cậu. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 11 này các bạn. Nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.